Chào các bạn, chào buổi sáng. Các bạn ơi, hồi sáng giờ mình làm được bao nhiêu rau đây bánh rồi nha các bạn. Mình cuối tuần mình đi về quê rồi, mình ở luôn. Rồi cháu mình ở đây nó phải đi gửi bảo mẫu các bạn. Hai đứa nó gửi bảo mẫu. Rồi bà ngoại thức dậy, bà ngoại làm những cái chiếc bánh như thế này là để tủ đông. Rồi mỗi lần ăn mẹ để vô microwave. Mẹ cho bé ăn sáng rồi bé đi học nha các bạn. Hai đứa cháu mà bà ngoại phục vụ 8 năm trời rồi đó các bạn. Bây giờ không có bà ngoại thì bé nó không có thức ăn, nó ăn sáng nè. Mẹ nó cũng bận bịu lắm, nó cũng phải ăn sáng để mà nó đi đi làm các bạn. Đó, rồi con phải gửi bảo mẫu. Đây là những chiếc bánh mì mà mình sắp đóng gói rồi đó, mình cho vô bọc hoặc là mình cho vô hộp như thế này để mà để tủ đông. Sáng thì lấy một dĩ ra vậy nè. Cái này là nướng lại nè, bánh mì tươi nha các bạn, nhân phô mai, xúc xích với trà bông mà mình hấp. Đó là bánh mì tươi. Còn đây là những cái chiếc bánh mì mà mình đã nướng rồi nè. Cứ lấy ra rồi để vô microwave ăn ha. Đây là nhân thịt với phô mai, thịt bằm phô mai ha. Còn đây là những cái bánh này là nó thích ăn lắm các bạn, nhân ca vé. Bánh xoắn ốc nhân ca vé nè, thích ăn lắm nè. Rồi bây giờ mình tiếp tục mình làm mà bánh ủ, mình đang ủ bột nè, bánh mì Hàn Quốc cho mẹ nè, còn này cho bé nè. Đó, bà ngoại lo được một ngày thì bà ngoại mừng một ngày các bạn, chứ bao nhiêu đây mà mình về dưới mình ở luôn dưới rồi bé nó ăn vài ngày cũng hết thôi. Mỗi buổi sáng là ăn một hộp vậy. Rồi bây giờ bà ngoại làm bánh mì Hàn Quốc nhân nho nha, nhân nho cho mẹ. Rồi chiều nay bà ngoại làm bột đậu. Rồi tiếp tục ngày mai làm bánh mì nữa, bánh mì tươi bỏ vô tủ lạnh ăn. Mỗi lần ăn thì mình lấy ra mình nướng lại ăn các bạn, bỏ vô cái nồi chiên không dầu nướng lại ăn. Còn này bỏ vô microwave là ăn được rồi. Cái này bánh nướng nè, nhân này là nhân ca vé mà hôm qua làm chưa có lên clip, bữa nay làm tiếp. Hôm qua làm ăn ngon, ăn không đủ luôn. Ba hộp này ăn được 3 ngày đó các bạn, 3 cái buổi sáng. Rồi mình tiếp tục mình làm bánh mì tiếp nha các bạn.